cái hiệu quả điều trị nó sẽ giảm đi và giá thành điều trị nó sẽ tăng lên. Ở những cái trường hợp này thì rõ ràng các bạn có thể đến các cái bệnh viện nơi có các cái khoa nam học để chúng ta gặp gỡ các bác sĩ để có thể chúng ta. Trời thì hồng, còn trên cây hề.